tất cả các anh em nhé, chúc anh em một ngày mới thật ấm áp. Hôm nay thì trời mưa phùn, ngoài kia rất là rét. Mình đang đứng ở trong trong cái phòng mình nuôi một số cái con chim chơi ở nhà đây. Đấy, chia sẻ cho các bạn là cùng nghe cái tiếng họa mi hót. Này thì nó chưa xong hẳn lông đâu. Mỗi buổi sáng thì thi thoảng một tuần mình chơi tập luyện hót cho nó 1-2 buổi. Khi nào nó thật cứng thật căng rồi thì bắt đầu mình mới cho ra ngoài dàn đi chơi cùng với anh em giao lưu cho nó vui. Mình thì mình nuôi chơi ở nhà là chính, hót chơi vui thôi. Sản phẩm cám của nhà mình thì gọi điện trực tiếp qua hai số điện thoại cho Cám Xin Đất Việt nhé, 0908070555 và 0944114410, sẽ miễn phí ship tận nhà cho các bạn luôn. Đó. Anh quay lại xem nào, mình là một chút.